cho cuộc đời, cho nhân loại, cho xã hội thì người đó chưa phải là Phật tử.
các vị nhớ. Như vậy thì các vị là Phật tử, là Phật tử tại gia, còn như chúng tôi cũng là Phật tử mà Phật tử xuất gia vậy thôi. Chứ nhớ là cái từ Phật tử không phải dùng riêng cho Phật tử tại gia. Vì Phật đệ tử thường ư trú dạ là nhớ luôn luôn ngày đêm nhớ nghĩ là thọ trì đọc tụng, tụng niệm tám điều giác ngộ đó. Thì bây giờ đã vô được cái phần thứ nhất, cái bài giác ngộ thứ nhất đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hương ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Thế gian mới dịch ra là thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường. Thì cái điều này á, sống thọ mấy mươi năm cuộc đời, sống 90 mấy tuổi như mấy cụ, thì coi như mấy cụ cảm thấy cũng biết nó vô thường, cũng ngao ngán vô thường, nhưng mà tại vì nó lỡ sống dài quá rồi, thành ra bây giờ coi như là nhiều lúc giống như là ông hắc bạch vô thường nó quên mình vậy, cho nên mấy cụ gọi là liều mạng ha. Chứ còn như tôi thiệt sự là nói thẳng các vị là bây giờ ngao ngán vô thường lắm. Khi tới tuổi này bắt đầu nó đã nảy sinh ra những thứ mà bắt đầu vay mượn rồi, thấy không? Nó đây vay mượn nè, bây giờ không có là quá nhớ vậy nè, nên gọi là vay mượn là thấy ra bực mình rồi. Cái của mình vay mượn khi nó dính liền với nhau gọi là tứ đại, là đất nước gió lửa, đã là mệt mỏi rồi, mà bây giờ tiếp tục mỗi một thứ nó mượn nữa. Cho nên các vị thấy gọi là tứ đại khổ không, tứ đại khổ không. Khổ không phải là câu hỏi khổ hay không nghe, là bốn thứ đất nước gió lửa. Tại sao nó khổ không? Tại vì thế gian này nó vô thường, mà mình có ngoài thế gian không? Thậm chí thưa các vị, nhiều khi mình tưởng đâu cái bầu thái hư này nó là ngoài thế gian, chứ nó cũng không ngoài thế gian nghe. Hà hố cái quả địa cầu chúng ta đang ở đây, cái thế giới chúng ta đang sinh hoạt đây, các vị thấy ngay cả tiểu bang Cali này, các vị thấy là cứ lâu lâu cái là báo chí, các nhà thiên văn địa lý báo là sắp sửa có động đất, phải không? Như vậy mình ở trên cái quả địa cầu này, các vị thấy hoàn toàn nó đâu có an ổn đâu. Ngay đây nè, mình thấy như vậy nè, mà hiện giờ ở dưới chân mình đây nè là nó đang sôi trào ở dưới đó chứ. Nó đang sôi trào, không biết núi lửa phun lúc nào, vì hẻ núi lửa phun thì nó đi liền với cái vấn đề động đất. Và cái đường ranh nứt, các vị thấy là nó từ ở Lót mà nó nứt dài lên tới San Francisco đi ngang San Jose này. Hôm trước mình nghe như vậy thôi, cái thời gian mình nghe nó từ ở Lót mà nó nứt dài, từ ở Mỹ mà nứt dài qua tới Seattle, phải không? Đi ngang cả Sacramento vân vân. Thì các vị thấy rằng đó là hoàn toàn chúng ta đang ở trên mặt địa cầu vây, nhưng mà thật sự ở trong lòng của địa cầu nó đang sôi sục. Rồi như vậy nó đốt lúc nào không biết, là nó nổ tung lúc nào đấy, vân vân. Thì như vậy thì không gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí là cái gì? Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Bốn đại khổ không là tại vì sao có khổ không? Tại vì nó vô ngã. Nó vô ngã cho nên Tổ Quy Sơn đã nói là phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi thể, giả chúng duyên nghi cộng thành, ti nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường là bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na gì thế. Do cái nghiệp nó liên hệ với nhau cho nên mình có mặt trong trần đời này. Cái duyên ban đầu là nhờ tinh cha khuyết mẹ, rồi sanh ra đời là coi như phải nương gá hòa hợp bởi bốn thứ đất nước gió lửa đó. Nhưng mà tuy rằng bốn thứ đó như vậy, nhưng mà thường tương vi bội, nó thường chống trái với nhau, nó thường bội phản với nhau.
Vì vậy mà mới gọi là vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Cái vô thường già chết không hẹn một ai. Triêu toàn tịch phong sát na dị thế hả? Sáng còn tối mất, tắt hơi là qua đời khác. Đó là lời của Tổ Quy Sơn. Tất cả các thầy trẻ vào chùa bắt buộc phải thuộc cái này. Thế như xương xương hiểu lộ, thúc khúc thúc vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ. Niệm niệm tấn tốc như sắc na gian chuyển tức tức thể la sanh hà nãy nhưng không quá. Ngài khẳng định là thí như cái có thân mệnh này nó giống như cái xương sớm ở trên đầu ngọn cỏ. Đó thì các vị thấy xương sớm trên đầu ngọn cỏ thì anh thấy dương nhô lên thì xương nó tự tan biến. Cho nên xương xương hiểu lộ thúc khúc thúc vô. Hãy nó vừa anh thấy dương vừa nhô lên thì đó là coi như nó không rồi. Ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ, cây bờ dây giếng nào được lâu dài. Thầu xưa thì tại mình đi có gánh nước ở giếng, cho nên mình dính nước giếng thì thường hay đứt sợi dây. Đứt sợi dây mình đứt cái dây là nó một cái giếng thì mình có tha cho nó không? Thì mình cũng không khác gì ngọn dây. Cái sợi dây mình đang mọc ở giếng, nhưng mà cái sợi dây vào bờ dây giếng nó còn nhiều cái ý nghĩa lắm. Nhiều cái ý nghĩa mà có lần Đức Phật nói là có một chàng trai nọ, trẻ nọ rồi bị cái gì về cái dí đó, rồi nắm sợi dây định nhảy xuống giếng, đang nắm sợi dây thì thấy hai bên đầu sợi dây thì có hai con chuột gặm hả, rồi giờ xuống giếng thì thấy gì, thấy bao nhiêu rắn rít dưới, rồi vân vân. Các vị thấy đó là cái tất cả để nói lên cái sự sống của chúng ta nó là vô thường. Mà may mắn là mình sống vô thường mà mình còn tranh giành, mình cướp đoạt gì quyền lợi gì, tranh danh để rồi tham sân si mạn nghi ác kiến, để rồi phẫn hận phố não tật sang như vậy. Các vị thấy, chứ nếu mà con người mình sống thiệt là không ai chịu nổi. Mai là sống trên cuộc đời này giả dối mấy mươi năm rồi, các bụi nó trả về các bụi vậy mà mình còn biết bao nhiêu cái khổ cái không. Cho nên ngũ ấm thì nó vô ngã mà tứ đại khổ không, cho nên sanh diệt biến dị, cái sống chết nó luôn luôn khác thay đổi, từng giờ từng sát na nó đã khác rồi. Hồi nãy tôi đi ngoài nắng là thấy cái mặt tôi nó đen hơn, bây giờ vào trong mát ngồi nói chuyện tươi tỉnh thì thấy cái mặt nó sáng hơn một chút là khác không? Sinh diệt biến dị. Hồi trước khi các vị chưa ăn, cái bụng các vị chưa có, nó đói theo cái kiểu cồn cào, bây giờ ai ăn rồi thì nó no theo cái kiểu no. Mà nếu ăn dầu vô nhiều nó có chịu nổi không, hay ăn đường vô nhiều ai tiểu đường thì nó lên đường, ăn muối vô nhiều ai tăng xong nó lên tăng xong, như là luôn luôn thay đổi từng sát na như vậy. Hãy mình mượn một cái gì thì nó thay đổi thêm từng việc đó mà thôi. Cho nên mình biết như vậy để rồi mình cố gắng tu tập, mình luôn luôn trong đầu mình thấy hai chữ vô thường. Tôi nhớ có một vị gia đình giàu có nọ, ngày hôm đó gia đình có hỷ sự lớn, đi lên nhà một vị thầy cho một câu liễn để về treo để làm cái niềm tin đối với Phật Pháp. Thì vị thầy đã cho là ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chết chết đó nhớ không? Cho một hơi chữ chết. Thì vị nhà giàu này rất là bực mình. Ủa tôi lên tôi xin thầy cho cái câu gì đó nó có nghĩa cao thượng để thầy chúc phúc dùng cho tôi, để cho bữa nay dòng tộc tôi quay quần với nhau, con cái tôi về đầy đủ, để mà nó thấy đó là nó có niềm tin đó, tâm bảo là thầy từ dương tới thầy quất cho một hơi chữ chết vậy. Nhưng mà vị thầy đó nói ồ, sở dĩ nếu mà thật sự là trên trước đường tu tập mà nhà Phật thì ai tới đó thì phải nhắc cho họ biết cái cảnh tỉnh sự vô thường đó chứ. Nhưng nếu có mặt trên trần đời này mà con người nào có phước báo lắm thì may mắn lắm mới là chết thứ tự. Còn thật sự ra cái điều bất hạnh nhất là chết không thứ tự, có khi tre già khóc măng no, có khi ông khóc cháu bà, khóc cháu vợ, khóc chồng, anh khóc em vân vân, cha khóc con. Cho nên nếu chết như vậy nó đau khổ hơn đó chứ, bị dòng nước luôn đó cũng chảy xuống mà. Cho nên các vị thấy hiểu như vậy để các vị có nhiều khi các vị đến với đạo á, nghe những cái điều nhiều khi các vị tưởng nó là sốc chứ không phải nó là cao thượng đấy. Nhắc cho các vị thấy chữ chết để chi vậy? Nếu mà đầu năm mà tới chùa Bảo Phước này mà quý vị sinh xong mà rút cái chữ tử chắc ai cũng đau khổ ha. Nhưng mà theo tôi thiết nghĩ là không đau khổ,
là biết đặt đi mình cảnh tỉnh thời giờ nó vô thường, cái chết nó gần kề, để mình chuẩn bị mình an vui, mình tự tại thoải mái. Còn nếu mà rút cái xong mình đâu cái tuổi này sống thọ lắm, sống dài lắm, làm phước sống thêm 50-60 năm nữa làm sao, quý vị thờ ơ ỷ lại. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy cái chết trước mắt thì chúng ta mới thức tỉnh được các vị. Chứ còn nếu các vị mà cảm thấy cuộc đời các vị còn dài, còn dai, còn trẻ mãi không già, còn thuốc, còn men, còn xăm, còn yến, thì coi như các vị không có thấy được vô thường đâu. Mà các vị nên nhớ rằng dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân nha. Cái thuốc mà các vị uống mà cho nó mạnh được là cái thuốc đó là cái gì? Khi nào các vị chưa tới tuổi chết nha. Chưa tới tuổi chết rồi thì các vị cái gì các vị cũng không qua khỏi cơn tử thần. Vì Diêm Vương không bao giờ tha thứ một ai và không thể hẹn nó, là vì Diêm Vương không hẹn canh ba nha. Rồi nói xin cho tôi ở lại một chút rồi tôi từ giả rồi người kia tôi đi rồi, đều không có nha. Trần gian này nó còn độc tài, nó còn độc đoán, nó còn hối lộ, nó còn này kia. Chứ còn các vị nhớ, đối với quỷ thần, đối với thánh thần, đối với Phật Bồ Tát không có hối lộ được nha. Nhiều khi mình không biết, mình cúng cho các vị thần mình tưởng nó hối lộ họ, chứ thật sự đó là các cái loài ma chơi ma đối, các cái loại mà lô la các đảng nó ăn. Chứ còn thật sự đã là thần rồi người ta không bao giờ hối lộ nha. Bởi vì chữ thần có nghĩa là bất tư nghì. Cái người mà đạt tới chỗ bất tư nghì rồi ta không hối lộ. Còn cái người mà mình không xứng đáng tôn thờ đó, cái thứ mà ăn bò bè bọt quẹt, cái thứ mà ăn trên đầu trên cổ nhân dân bá tánh đó, thì cái thứ đó thì là cái thứ hết xài nha. Còn cái thứ mà mình mà đã gọi là thần rồi, các vị đừng bao giờ nghĩ rằng là ông thần là không bao giờ có đường nào mình hối lộ được mới gọi là thần. Các vị mà cứ tối ngày tin tưởng để hối lộ, để cầu nguyện văn sinh là các vị đó là các vị niềm tin chưa có phải là chánh pháp. Cái gì rõ không? Vì cái tuổi thọ của mình á, nếu ông thần thiệt là không bao giờ dám tăng mà cũng không bao giờ dám giảm nha. Do mình có tu tạo phước lành, mình có sống thêm tuổi thọ là do sống được thêm tuổi thọ để mình làm lết cho trần đời. Chứ mình sống thêm tuổi thọ mà mình nằm chỗ để ở trên đó dành thì các vị thấy sống gì có lợi ích không? Cho nên nếu trời Phật xót thương mà nếu có cái cơ hội nào đó, vị nào đó cho mình tuổi thọ thì mình cũng nói thêm là cho con tuổi thọ thì phải cho con mạnh khỏe à. Chứ cho con tuổi thọ mà để con nằm chỗ đó khổ rồi nghiêng qua không được, nghiêng lại không được là con khổ thêm, con không cần tuổi thọ đó đâu. Quý vị thấy phải không? Ở đây tôi hỏi thiệt, có ai mà xin cần tuổi thọ để nằm chỗ như thực Phật không? Chắc không ai dạy điều đó. Thà mình có tu mình biết được để rồi mình nếu có cơ hội sớm mình bỏ chiếc áo này sớm mà an lành thì mình cũng nên bỏ chiếc áo này trở lại. Cho nên tôi nói các vị, quan trọng mình có mặt trong cuộc đời này mình có an lạc hay không, và mình có làm được cho người khác an lạc hay không. Tối hôm qua thì tôi đọc cái câu chuyện của Hòa Thượng ở Đài Loan, Hòa Thượng Tinh Văn á. Tôi đọc câu chuyện rồi tôi cảm thấy mình xấu hổ. Tôi nhớ hồi đó khi Hòa Thượng Tinh Văn lập đạo cũng không phải dễ đâu. Cái thời Trung Hoa xã, thời Hoa Lục tử đó rất là khó. Mà Ngài thành lập cái đạo này vô cùng khó. Mà cái uy tín của Ngài, cái đạo đức này lớn quá nên cho nên có nhiều người kính nể. Bữa hôm đó Ngài gây cái tiệc trai gây quỷ nha. Ngày mai này các vị mà đi gây quỷ mà nếu ai can đảm mà thấy mấy thầy, mấy MC mà đem tượng Phật đấu giá lên làm liền cho tôi. Tôi kỹ nhất cái vấn đề mà gây quỷ mà đem Phật đấu giá đó nha. Nó sái cái luật mà nó là cái tấm lòng bất kính, cái tấm lòng coi như là lưu manh, là gian trá, là lừa bịp. Tôi nhớ hồi thời của Hòa Thượng Tinh Văn, khi mà Hòa Thượng làm cái lễ gây quỷ để cắt cái đạo tràng đó, thì các vị biết là lúc đó Hòa Thượng có một bức tranh thiêu rất đẹp. Thì mỗi gia đình mà mỗi cái người business giàu có họ dành nhau họ đấu giá bức tranh đó. Mà quý vị biết là cái bức tranh từ kêu giá ban đầu chỉ có 50 đài tệ mà kêu họ đấu giá lên tới 600-700 ngàn đài tệ nha. Họ kính cái đức Hòa Thượng, họ kính cái việc làm Hòa Thượng. Cuối cùng dành nhau đấu giá tới gần 700 ngàn đài tệ.
thì có một cái cậu bé nó rất là vô tư, nó chạy đến đây, con xin mua bức tranh đó 100 đồng, con xin mua bức tranh đó 100 đồng. Mọi người ngạc nhiên, cái này chắc nó không hiểu gì cả, trong khi mọi người đã đấu giá lên tới gần 700.000 đại tuệ rồi, mà trong khi nó giành nhau, nó giành, nó chen lên, nó chạy lên đấy, con xin mua 100 đồng. Cuối cùng bức tranh nó phải bán thằng bé đó, bởi vì với cái tấm lòng vô tư của nó, cái khả năng của nó, cái tấm lòng của nó, một đứa bé, một học sinh giành được 100 đại tệ mà lên bao nhiêu người đấu giá quá cao, nhưng mà cuối cùng hòa thượng chỉ bán bức tranh nó 100 đại tệ thôi nhé. Thì các vị, đó là cái lòng của một cái người tu đó. Rồi cũng có một lần ngài đi sang đất Ấn để thăm cái xứ địa mà nơi Đức Phật xuất thế, thì nghe ngày qua cho nên mọi người cung kính chào đón đó, từ Việt Nam cho tới các quốc gia Đông Nam Á, nghe danh hòa thượng Tinh Văn là ai cũng kính nể lắm, một bậc đạo cao đức trọng mà kính nể, mà hòa thượng đem qua tất cả những thực phẩm, những thức ăn, cái gì ngài cũng đi tới đâu người ta nghèo ngài cho hết. Cho tới cuối cùng tình cờ ngài đi trên một chiếc xe, ngài nhìn thấy bên đường có một cái cô bé, nó cầm cái bó hoa dại, cái bó hoa mà loại bệnh gan uống đó, có gì quên rồi, à bồ công anh, à, nó cầm bó hoa bồ công anh đó, nó chào đón ngài về. Ngài dừng xe lại, ngài hỏi chứ các Phật tử còn cái gì cho thầy. Thì các Phật tử nói dạ bao nhiêu thầy cũng biểu, tụi con theo thầy bố thí hết rồi, bây giờ không còn gì hết trơn. Thậm chí cái bao lì xì đã đỏ ở Đài Loan thì nó giống như tàu hả, không còn một bao tiền luôn. Mà cuối cùng ngài phải gỡ cái sâu chuỗi ngài đang đeo trên cổ, ngài tặng cho cô bé đó nha. Mà sâu chuỗi mà các vị biết là đối với dân Trung Hoa lục địa hồi xưa, mà nhất là Hòa Thượng Tinh Văn được mọi người tôn kính, thì cái sâu chuỗi biết bao nhiêu giá trị. Không ngọc trai thì cũng là những đồ giá quý giá chứ. Vậy mà ngài thấy rằng cái tấm lòng của cô gái kia, của cô học, cô thiếu nữ kia, và cái bó hoa kia, cái giá trị nó hơn cả cái sâu chuỗi ngọc quý giá trên cổ của ngài nhé. Các vị thấy, cho nên tại sao trên trần đời này có những vị người ta làm những việc như vậy, mình tưởng đâu là nhỏ nhen, nhưng mà đó là những tâm Bồ Tát rộng lớn đấy. Còn mình thì bây giờ mình phải cần chơi là phải dân biểu, dân cử, thị trưởng. Tôi thấy các chùa bây giờ có một số chùa coi như là chơi toàn là dân giàu có tiếng, có dân có chức không nha, được cái gì? Trong khi đi ngược lại cái lời giáo lý của Đức Phật, trên cuộc đời này mình thấy có cái gì là mình khổ đau cái đó, mà bây giờ mình chạy theo cái thanh danh như vậy thì các vị thấy càng khổ đau thêm. Đó là sự thật. Cho nên các Phật tử nhớ, có khi mình quên đi cái hình ảnh Đức Thế Tôn của mình. Tôi tối hôm qua tôi có đi chửi lộn ở trên mạng này, là tôi nói thật, tôi không có giấu. Tại vì có một vị hòa thượng tôi xin giấu tên, nói lên ra kỳ, mang danh là người đi qua bên Ấn Độ để thành lập cái chùa to Phật bự để lợi cho người Việt Nam, rồi tôi nói vậy thôi. Bây giờ đó, hòa thượng nó đi về bên Việt Nam á, coi như là không biết Ấn Độ có sản xuất bom không biết, mà ôm bom thì Việt Nam nổ rồi lên pháp tòa mà giảng, nó nói rằng là coi như là Phật tử ráng tu đi, Phật tử tu cho nhiều đi, tu làm sao mà từ không có nhà được 4-5 cái nhà, còn nếu ai mà 4-5 cái nhà tu riết không còn cái nhà nào là tu sai. Như vậy tôi hỏi các vị nghĩ, cho nên có khi mình nói nó trúng nhưng mà quên là cái tâm nó mới quan trọng nhé. Vậy thì nếu nói vậy thì Đức Thế Tôn ngày xưa ngày tu riết, ngày ra ngoài rừng ngỡ tu riết, mà ngày chết dưới gốc cây, ngày tu dưới gốc cây, ngày đi hành hoạt tất cả trong rừng, trong gốc cây, vậy thì ngày lại là không tu sao? Cho nên nó có những cái pháp á, nó phương tiện nhưng mà không được dùng quá trớn. Đối với hiện tại thời gian gần đây á, tôi cũng cảm ơn trời đất, cảm ơn cái duyên lành được khi mà gặp sư ông Phước Tịnh. Rồi bây giờ nhất là giai đoạn này tôi ở tại Bảo Phước này, được cái lòng rộng mở của thầy Hải Tích nữa, tôi vui lắm thật sự đấy các vị. Cho tôi có một cái sự thông thả,
Tôi cất cái tiếng nói chánh pháp mà không bằng cái sự sân hận, không bằng cái sự ganh tị, không bằng cái sự mà hơn thua nha, mà nói chân thành như vậy. Các vị nghĩ phải không? Tu là do cái tâm của mình, tu là do cái tấm lòng của mình chứ không phải vật chất nha. Cái phù trần này có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều vị A-la-hớn, người ta tu thành đắc đạo, thành đại A-la-hớn rồi đó, mà người ta không có một đồ đệ, người ta không có một mái chùa, người ta không có một miếng đất để cả, để gọi là cặm dùi nhé, mà người ta vẫn là người đắc quả. Khi đắc quả hiểu được đạo rồi thì cái vật chất phù hoa này là đồ bỏ nhé, nó là bóng bọt, nó là nổi chìm, nó là sương mai, nó là lằn điện chớp. Tuy nhiên thì mình không phải một đời tu đắc đạo. Các vị sinh ra cuộc đời này mỗi người có cái hạnh nguyện, cho nên tôi rất thật sự là khi gần thầy trụ trì Võ Phước á, tôi vui mừng. Lúc này tôi vui lắm, tôi vui mà tôi thấy tôi nhỏ bé mà như một người nương tựa, rất là một người vững chãi. Vững chãi ở chỗ là, thưa các vị, là nhiều khi mỗi người có một cái hạnh nguyện. Thầy mới nói với tôi, thôi bây giờ cái chuyện đóng sám, chuyện cúng kính luôn, cái chuyện xây dựng là chắc chắn thầy không bằng tôi. Thôi thầy lo giảng thôi, tôi với chuyện khác để tôi làm. Các vị thấy nói một cái câu đó làm tôi rất là cảm động. Và tôi nghĩ rằng mỗi người một việc, và việc của ai cố gắng làm, đó là cái sở trường, đó là cái việc Phật bổ xứ và cái hành nguyện của mình, thì nó tốt đẹp biết mấy nha. Nhưng mà các vị nhớ, bây giờ thầy hiện tại có thể ngồi đây giảng thao thao bất tiện, mà không có thầy Hải Tích đi dựng cái chùa Võ Phước này, không lẽ tôi các vị ngồi ngoài đường nghe? Cái thời buổi bây giờ không cho ngồi ngoài đường nha. Cho nên như vậy thì cái công sức này ai cũng như nhau nha. Chứ không phải rồi mình ngồi đây rồi mình đạp đổ cái công sức của người ta. Có những người âm thầm, người ta là những vị Bồ Tát, nhưng mà ta không xuất hiện cuộc đời, người ta âm thầm ở trong cái chỗ yên phắng để người ta hành đạo, hành hòa. Thí dụ có những Phật tử người ta tới đây, người ta không cần phải tụng kinh gõ mõ, nhưng mà ta ở, người ta đi rửa từng cái chén, người ta lau từng viên gạch, như tôi nói hồi sáng, người ta lo dọn từng cái chỗ nhà vệ sinh, người ta lo quét từng cái chỗ các vị ngồi nhé. Như vậy người ta đã tu rồi nhé. Còn nhiều khi mình ngồi mà mình còn chê dơ nữa, phải không? Người ta làm cho mình mà có khi mình còn chê, còn khen, còn phải, còn quấy, còn hơn, còn thua. Cho nên cái người nào mà tụng kinh Phật mà còn phải quấy hơn thua, chê khen, tốt xấu, thị phi nhân ngã, thì thật sự là người đó chưa phải là Phật tử nhé. Mà đã là Phật tử thì phải là Phật tử chân chánh, Phật tử thuần hành. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị biết, hiện bây giờ thế gian ngày nay nó ganh tị với nhau, hãy chùa to Phật bự thì ganh tị theo kiểu chùa to Phật bự, còn cái người có tài thì ganh theo tài, đó là lý đương nhiên. Không chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng như vậy. Mà ngày xưa con người á, nó không có phong phú, nó không có đầy đủ như tiện nghi đánh phá nghe. Bây giờ ngày nay các vị thấy bấm cái là nó gửi hàng trăm hàng ngàn cái mail để giết hại lẫn nhau. Mà cái này mà mình không vững tâm là tự mình bóp tắt cuộc đời mình. Mình đi chùa cũng vậy các vị, đấy đâu phải ai đi chùa cũng có tâm lành đâu. Có nhiều người đi chùa để dòm ngó, có người đi chùa để gây chiến tranh, có người đi chùa để nó được nhiều thứ. Vì vậy mà trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa phát triển, cần các Phật tử phải phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát Giới nhé. Thọ Bồ Tát Giới để mới biết rằng mình đã thọ Bồ Tát Giới là mình vững cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo, đối với chánh pháp. Các vị nên nhớ, cho nên tại sao mình giàu thọ giới nào đi chăng nữa, nhưng mà trước tiên cũng phải nhắc lại là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là con nương tựa với Phật, một đấng giác ngộ thì con không còn nương tựa với ai khác nữa. Vì Phật là cái người đủ sức che chở cho con đi trên con đường an lạc giải thoát. Trong khi các vị thấy cuộc đời này, vợ chồng, con cái, bè, bạn, nhà, cửa, ruộng, vườn, chức tước, quyền lợi, ngay cả như Đức Thái Tử Tất Đạt Đa cũng thấy không xong. Ngay cả bây giờ Ngài An Thế Cao nói cái Đại Bát Niết Bàn này, Ngài cũng thấy nó là bắp bên nha. Như vậy mình đã quy Phật rồi, cho nó mới gọi là báo. Quy Phật bảo là vậy đó. Bảo là quý trọng, không có gì hơn. Trong khi vàng, bạc, tiền, của, ruộng, vườn, tất cả những thứ có trên trần đời này mà ta rờ quá nắm bắt được,
thì cuối cùng nó thuộc năm nhà, phải không? Mà quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, ba ngôi tam bảo này các vị thấy có sợ bị lửa cháy không? Có sợ bị nước trôi không? Có sợ bị xung vào con quỷ? Có sợ bị phá của? Có sợ bị coi như là thất thoát không? Có. Bởi vì ba ngôi này là ba cái viên ngọc quý vô giá nằm sẵn trong tâm não của mọi người. Vì vậy mà lúc nào các vị, nếu các vị không có biết chữ, không thuộc kinh, cứ thắp cây nhang con nguyện đời đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, dồ bỏ thân mạng này, chứ con đối với ngôi tâm bảo con không bao giờ lìa xa, và dầu hoàn cảnh nào con cũng có một lòng trọn vẹn kính tin nơi Phật Pháp Tăng nhé. Chữ Tăng đây không phải cá nhân, Tăng đây không phải ông thầy Tài là Tăng, hay Tăng đây không phải một mình ông thầy Hải Tích là Tăng nhé. Tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước với sữa, chứ không phải Tăng đây là mấy ông thầy đầu trụ đắp y rồi đi chửi nhau, đi quýnh nhau, đi kỳ thị, đi đấu đá nhau, rồi đi làm những điều sai trái nhé. Cho nên là nếu các vị nương theo Tăng mà chỉ nương theo một bóng hình nào đó thì nó trở thành là cái đó là không phải là Tăng nhé. Mà Tăng là một cái tinh thần hòa hợp chúng. Cho nên Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý, nhưng mà thật sự nó có một à. Tại vì nếu không có Tăng thì làm gì có Phật Pháp này hôm nay. Ngay cả như các vị thấy đọc cái bộ kinh, cái bài kinh Bát Nhã Như Giác đơn giản như vậy, nhưng tôi đã nói hồi sáng đó, nếu cái thời thế kỷ thứ hai đó mà không có những vị tu hành chân chánh, không có những bậc cao thâm thạc đức, không có những vị đắc đạo như An Ngài, An Thế Cao, ai là người giữ lại những cái cốt ý tinh hoa đạo Phật? Đâu có kinh sách như bây giờ mà chúng ta chở cả container đâu. Bây giờ chở các container cất cả hàng tủ này tủ nọ, gọi là tàn kinh cát, như mấy người dở ra đọc. Trong khi ngày xưa tôi thấy cái thời còn nhỏ của tôi thôi, cái thời năm tôi 7-8 tuổi đi chùa ở nhà quê á, 2-3 người chụm đầu vô đọc một quyển kinh, mà quyển kinh còn rách rưới nữa. Còn bây giờ á, mình vô tụng kinh á, quyển kinh cũ mình có tụng không? Không, mình lấy một kinh mới. Chứ kinh cũ mình chơi chữ xấu, giấy đen, hoặc là chữ nó nhỏ, hoặc là rách thế này kia. Nhưng mà ngày xưa các vị nhớ, cho nên thời chúng ta chỉ mấy chục năm thôi mà nó đổi thay chóng mặt luôn. Để rồi con người khi nó càng đổi thay thì con người càng phóng theo mà lựa chọn. Mà lựa chọn cuối cùng là chọn cái gì? Cuối cùng cái đẹp cái gì cũng bỏ luôn, chứ đừng nói chỉ cái xấu. Như vậy thì cái nền đạo đức nó suy thoái là như vậy. Cho nên các vị phải biết rằng tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, cái nguồn ác là do cái lòng mình gợn sóng nha. Tâm ở đây không phải là chân tâm, không phải là thường trú tâm, không phải là bản thể tâm, mà tâm thị ác nguyên đây là ý nó là cái tâm thức. Cái tâm thức nó gợn sóng, khi nó gợn sóng lên rồi thì sao? Việc gì mình cũng thấy nó thị phi nhân ngã hết. Còn khi cái tâm các vị định tĩnh rồi đó thì nó cao tột nhất của con người, cuối cùng tới chữ chết thì chuyện gì đó mình phải lo sợ. Còn vì mình không giữ được cái thiên chân Phật, không giữ được cái tâm chân Phật, cái tâm bất động, cho nên cái chuyện gì mình cũng thấy nó quan trọng hết á. Có chuyện gì quan trọng không nào? Nếu nhìn kỹ cuộc đời này không có chuyện gì gọi là quan trọng hết á. Các vị thấy không? Cái chết quan trọng kia mình cũng sợ mà. Rồi tử Phật chết không sợ thì có sợ cái chuyện gì quan trọng? Mà mình cứ bị thị phi nhân ngã, cho nên nó làm cho mình nó cuốn cuồng, để rồi cái tâm thức của mình nó bị gợn sóng, cho nên nó lăng tăng, nó vui, nó buồn, nó vinh, nó nhục. Cho nên nó coi là thạch thủy lục thủy bổn phu u nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão vị tuyết bạch đầu. Thạch thủy bổ, lục thủy bổn vô là cái nước xanh kia, nó vốn không có đau buồn, nhưng mà nhân không trú diện, do gió mà cái mặt nước nó lăn xăng. Nên là bây giờ cái ly nước này các chị thấy, khi mà tôi đóng vậy cái ly nước này nó hoàn toàn nó đứng yên đây, nếu không có cái gì động thì nước này nó nhúc nhích đâu. Nhưng mà khi tôi vừa mở nắp ra thì bây giờ khi mở cái nắp vậy, mai là tôi mở vậy thì tôi mở thẳng lên vậy đó mà nó còn nhúc nhích. Chứ còn cái người không biết, cái người mà kéo cái vậy đó là còn nhúc nhích cái nào nữa. Cho nên nhân phong trú diện, thanh sơn dây bắt lão vị tuyết bạch đầu, cái núi xanh kia nó không có già,
ngàn đời nó vẫn là ta gọi là núi non chứ đâu gọi núi già đâu. Nhưng mà do tuyết mà nó sao, nó trắng phủ trên đầu vậy thôi. Cho nên làm sao trên bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta nghĩ tu sao mà không có già. Không già ở đây không phải là nói tiếng già theo kiểu thế gian, mà cái tâm hồn mình nó trẻ mãi. Cho nên tại sao vậy? Các vị già rồi các vị chết, các vị trở lại thì các vị vẫn là trẻ con thôi. Cho nên cái người già đó tánh tình như trẻ con vậy. Cho nên nó vui lắm, nhiều khi anh em ngồi nói chuyện thượng tọa trụ trì lâu lâu ngày sọt tôi vài câu để cho chắc có cái đề tài để giảng vậy đó. Thầy tài nữa mà mình á, mình già mình giống như mấy ba thằng tiểu chùa vậy đó. Thì ba đứa tiểu chùa đó, cái chú nào nó vô chùa trước nó phải dành đi trước à. Cái trẻ con nó như vậy thì bây giờ tuổi già mình có khi cũng như vậy. Tại vì sao? Mình cũng sắp sửa trở lại là trẻ con. Cho nên không trách người già tại sao tính tình giống trẻ con. Kiểu như mỗi năm ăn cư kết hạ đây cũng vậy. Có mấy thầy tu muộn đó, có nghĩa là lớn tuổi rồi, gọi là gác kiếm giang hồ rồi mới đi tu đó. Nhưng mà sao? Cứ dành nhau muốn đi trước mấy ông thầy trẻ. Trong khi mấy ông thầy trẻ ta mấy chục năm ta ăn cơm mòn răng chùa rồi, vậy trong đạo thì tính cái tuổi đạo chứ đâu tính tuổi đời. Đó, nhưng mà nhiều khi mấy ông đi sao ông sợ quê đó, sao già đi sao. Cho nên nhiều khi vậy thành ra nó cũng là trở thành cái tính trẻ con. Cho nên các vị thấy, bởi vì mình sắp sửa trở lại trẻ con. Như vậy tuổi già mà hồn mình không già, tư tưởng mình không già, mình vui tươi và mình nhìn thấy cuộc đời này qua đá rụng, chim chiều gì đó, chiều chiều gì mà rọc lá gói nem, con chị gói khéo con em cuộc đồng nữa, chiều chiều ngửa mặt lên trời trong về quê ngoại ruột đau chín chiều rồi. Chiều chiều gì mà ông vô bẻ mía chạy ngay vô rừng mất một sợi dây đem về thắt giống cho nàng đi buôn thiếu vốn những dùng gì đó. Đó, mình sẽ sống lại những tâm hồn trẻ con đó vì mình thật sự cái cuộc đời này nó luôn vần xây vậy thôi chứ nó mất đâu đó. Cho nên làm sao nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình, gọi là tâm tự ác nguyên hình vi tội tẩu. Nó chạy vòng vòng, mà chạy vòng vòng đó, mà tôi đã thường hay nói cái bài mà thăng la ấy vẫn cùng niên bôn tổ du phong trần tâm trục thể ba cách nghịch trầm luân du nghiệp chướng. Nên thật sự do cái tâm sống động của mình cho nên cái nghiệp nó mới kéo lôi. Các vị mà giàu mỗi cuộc đời, mỗi người sinh ra trên đời này nó có số phận, nhưng mà các vị biết dừng lại thì nó không gì đau khổ. Còn lần này vì số phận mình đổ thừa số phận rồi mình cứ phóng theo lao, thành ra nó mới đau khổ. Có nhiều vị đã bao nhiêu lần gian dở cuộc tình rồi thì nhưng mà tại vì còn ham muốn nhiều quá cho nên tiếp tục chấp nối, cưới chấp nối rồi đau khổ, cưới chấp nối rồi đau khổ, nó đổ thừa tại số phận. Nhưng không phải, đó là nghiệp quan gia, đó là tâm vọng tưởng. Như hồi sáng tôi đã nói là cuộc đời này mình gá người ta chứ không phải người ta gá mình. Cũng như tôi với các vị hiện bây giờ là mình đang gá cuộc đời này chứ cuộc đời nào gá mình. Mình mê cái gì, mình thích cái gì thì cái đó nó làm chủ mình à, phải không? Các vị thấy rõ không? Đúng phải không? Mình không thích thì nó đâu có buộc ràng. Vì mình thích cho nên nó buộc ràng mình, cho nên mình nô lệ với cái đó chứ không phải cái đó nó nô lệ với mình. Giống như mình nói thừa là cái nhà kia đó là nhà của tôi, không phải tôi của cái nhà đó, như thế tôi nói đó. Từ đây về sau các vị biết mình có cái gì là mình bị cái đó nó làm chủ mình, chứ không phải mình làm chủ nó đâu. Rõ như vậy, đối với đạo Phật là phải học như vậy. Như thị quán sát tiệm ly sanh tử, như vậy để mà mình quán sát, có nghĩa là mình đã ra khỏi, nếu mình quán sát được như vậy đó, là mình không có bị trong vòng sanh tử của cái tâm thức mình. Như vậy vô thường thì ở đây chư tiền bối là phân tích là gồm có thân thể vô thường, tâm lý vô thường, tình cảm vô thường, tài sản tiền bạc nó vô thường, cho tới hoàn cảnh nó vô thường. Thân thể vô thường ai cũng biết rồi,
tâm lý vô thường là ai cũng thấy rồi, cái tâm mình nó luôn thay đổi ha, nó luôn thay đổi. Mà con người mà nó khổ nhất á, theo tôi nói các vị á, tham sân si mạng nghi và ác kiến, hãy càng đi cái chữ nào gần cuối cùng thì chữ đó càng khó làm từng đó nha. Giống như từ bi hỷ xả, chữ xả là khó hơn, từ dễ bi dễ hỷ dễ, vậy mà xả khó nha. Còn tham sân si mình nghe nó ba đọc, nhưng mà mạng nghi và ác kiến nó cứ càng đi sâu vào thì cái chữ gần cuối nó lại khó làm lắm, nhất là nghi ngờ. Cuộc đời này mà mình sống mãi với cái tâm nghi ngờ, đố kỵ, ghét ghen thì sao sống nổi các vị, sống với ai? Còn nếu mình sống cuộc đời này buông thùa rộng rãi quá thì cũng mình cũng tự chuốc khổ vào thân cho mình chứ. Cho nên mình sống cuộc đời này, đối với Đức Phật, cái nhìn của Đạo Phật bằng lý trung đạo, mình sống không thủ cũng không xả. Xả quá đó thì mình nghèo, mà thủ quá đó thì mình trở thành ích kỷ đê tiện. Cho nên á, trên tinh thần Đại Thừa Phật giáo có câu vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai nha. Có nhiều người tu hành đem hết cái khả năng để tu cái pháp môn bố thí, nhưng mà các vị nghĩ coi, mình bố thí nhưng mà cái tâm mình có thí không? Hay là mình lắc thịt người này mình cho người khác thì người lắc thịt vẫn đau nha. Cho nên cuộc đời này các vị thấy, có nhiều khi mình diễn cái giai tuồng đó mà đã không đạt. Có nhiều người làm từ thiện nhưng mà lòng không có thiện, có mưu toan tính toán trong đó. Những nhà từ thiện ngày nay đại đa số là đều vì cái danh, vì cái lợi trong đó nha. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bơ đũa hết cả năm, mà tôi nhắc nhở là ngày nay á, người ta làm từ thiện mà không có ba la mật. Ta làm từ thiện để người ta vì cái mưu cầu danh lợi. Ngày nay cái chỗ nào mà nuôi cô nhi, nuôi trẻ em, cái người nào mà đi vận động xây cầu, xây đường, cái người nào mà đi làm từ thiện càng giàu nhé. Chứ có thể theo đó làm từ thiện nghèo chứ, mà sao cái người làm từ thiện càng giàu? Tôi có một người đàn em của tôi thôi, nó xây ngày nay là 300 lẻ mấy cây cầu rồi, mà nó giàu nứt trứng á. Dám bỏ tiền thuê một cái chiếc phi cơ chở cán bộ của Cộng sản Việt Nam qua xứ Phật để qua Ấn Độ để cho người ta đi tham quan đó đó. Trong khi đi qua bên Mỹ này vận động đi làm cho bao nhiêu người, khoe rằng làm bao nhiêu cây cầu, đắp bao nhiêu mét đường, làm bao nhiêu công việc, nuôi bao nhiêu người già, nhưng mà rốt cuộc đâu thấy người đó nghèo đâu. Cho nên ngày nay tu pháp môn từ thiện ngày nay là không phải từ thiện của Đạo Phật, mà tu pháp môn từ thiện ngày nay là tu cái kiểu từ thiện để mưu cầu danh lợi. Cho nên tôi nói các vị, tại sao rồi cuối cùng này nhân quả nó tới, ăn cho nhiều, lạm dụng cho dữ, rồi cuối cùng rồi cái cổ nó bị trồng, nó kéo lâu xong. Đại đa số với thầy ngày nay, nhất là ở Việt Nam, cứ làm những điều cho lớn lao, nhưng mà cuối cùng là sao? Giống như con chó mà bị cột cái sợi dây mà vô cần cổ rồi thì thắt, nó kéo gì có chết thôi, không cách nào hơn. Giống như con bò, con trâu mà xỏ cái vàm rồi thì coi như là khỏi nhúc chứ đi đâu được hết. Các vị thấy rõ điều đó. Thành ra các vị thấy, cho nên trên tinh thần Đại Thừa Phật giáo phát triển, thà mình nghèo mà mình trong sạch, mình khỏi bố thí vẫn có phước báo. Còn mình giàu có, cái đồng tiền dơ bẩn mình đem đi bố thí thì sao? Thật sự nó phải bằng chính công sức của mình. Cho nên các vị nghèo, các vị đừng có sợ mất phần. Lòng tùy hỷ, lòng không ganh tị, không ích kỷ, không đố kỵ, ghét ghen, không tị hiềm, không tham lam, không bỏng sẻn, là quý vị khỏi cần tôi bố thí, quý vị cũng có phước nữa nghe. Tôi nói vậy không biết quý vị có quan có chịu không hay là khó chịu hả? Chứ còn thấy người ta bố thí, mình chạy theo, mình đi làm những điều mà mình đi cho vay nặng lãi, rồi mình lấy cái tiền đó mình bố thí, mình có phước không? Cho nên không nên. Cho nên tôi nói các vị, nội vấn đề mà bổ mắt thôi.
Chính ngày xưa tôi có người làm việc, tôi có người bà con xa làm việc ở trong cơ quan nhà nước mà. Họ nói là mỗi một ca một mắt như vậy đó là ăn hai ba đầu trong đó. Bởi vì cái tất cả cái tiền mà mổ mắt cho Việt Nam á là đều là có cái tài trợ quốc tế hết rồi. Nhưng mà họ không có bung ra. Họ chờ cho các nhà từ thiện này từ thiện kia vận động, thì khi mổ một ca mắt vậy thì họ mới trích cái tiền đó ra. Trong khi cái người tội nghiệp, cái người nghèo họ mổ có con mắt thôi, mà ở bên đây vận động ăn một phần, đem về tới bỏ nó rơi đó một phần, vô việc này kia nọ các vị sẽ rất là tội. Mà đại đa số tại mình ngày nay mình cứ nghĩ là thôi mình ở bên nước ngoài rồi, ráng ăn cơm hỏng cháo hiu, ráng để dành tiền để bỏ mắt nhau. Đó là sự thật đó chứ. Cho nên cái người làm việc đó họ mới nói với tôi rằng nếu họ đó kêu tôi bằng tên đời, tại vì bà con lớn mà bà con xa, nhưng mà cái vai lớn đó, thà có tiền để mua gạo cho người ta đi, còn bỏ mắt để người khác họ lo. Cần là cần gạo, cần những cái thực phẩm để người ta ăn. Còn cái chuyện bỏ mắt đồ, luôn cả cái chuyện xây cầu đắp lộ bây giờ nó đều có kinh phí hết rồi nghe. Nhưng mà tại sao con người nghèo nó có cái lòng tham, cho nên nó có thể chờ đợi những cái mạnh, thường gọi là mạnh thường quân, những cái người giàu có, những người thích làm phước mà không trí tuệ đó, những người mà rửa tiền nó bỏ ra đó. Các vị thấy, cho nên đó là tôi nói sự thật như vậy. Cho nên đối với tôi thì mấy cái chuyện đó tôi không có làm. Tôi thì tôi thích mỗi một năm như vậy, tới mùa Vu Lan là cái mùa tụ trường, thì mình có cái chỗ nào nghèo ta thật sự mình ủng hộ tiền cho xe đạp, cho sách vở, cho tiền các em nó dùng quê đóng học phí. Còn Tết thì biếu cho các Phật tử lớn tuổi, các chùa quê đó, họ có một phần quà họ về cúng ông bà họ. Một năm tôi chỉ làm hai lần vậy thôi. Cho nên bây giờ từ thiện mình cũng biết đâu là thiện, là từ có thiện nữa hay là ác thiện trong đó nữa. Cho nên các vị thấy đó là sự thật. Nhưng mà mình ở bên đây thì mình nghe mỗi một người luôn trăn trở quê nhà, luôn có những cái chỗ chôn nhau cắt rốn của mình. Nghe nói là mình chịu không nổi, phải không? Chịu không nổi. Nhưng mà các vị biết đâu có khi nào các vị tốt quá bị người ta lợi dụng không? Tôi nên để có chứ. Người ta đại đa số thế gian này là chúng sanh, cho nên họ lạm dụng lòng tốt của nhau chứ. Cho nên các vị nên nhớ như vậy. Vì thế cho nên chúng ta chỉ cứu ngặt, cứu nghèo chứ không cứu khổ nổi đâu các vị. Thì bây giờ đại chúng chúng ta nhớ, cần chúng ta trao dồi cái trí tuệ. Mà một hồi sau có những cái bài mà cũng chính Ngài An Thế Cao nói là Phật dạy là cần trao dồi trí tuệ thông minh. Trí tuệ là sự nghiệp cao cả, mà Đức Phật cũng đã nói là duy tệ thì nghiệp. Đó là những điều tôi nhắc các vị như vậy. Các vị nên nhớ rằng chúng ta trên bước đường tu tập, chúng ta phải cố gắng, cố gắng giữ cho lòng mình nó được thanh thản. Sợ nhất là chúng ta gọi là gì, khẩu Phật mà tâm xà. Thế gian là nó khẩu Phật tâm xà. Các vị thấy mình tụng kinh bao nhiêu, mình nói bao nhiêu lời hay, nhưng mà cái tâm mình nó xấu ác, tâm mình giết người một cái là nó mất hết công đức nha. Có khi mình không giết người bằng gươm dao, mình không giết người bằng súng ống, gậy gọc, nhưng mà cái tâm mình mong trả thù, mong giết người này, giết người nọ, triệt hạ người kia, đây là mất công đức lành nha. Cho nên tôi nhiều khi tôi nói thật các vị, tôi cũng thử cái tâm, tôi nóng tâm, tôi nóng nảy mà. Tôi cũng thử, tôi quán chiếu, tôi giận ai đó, tôi cho nó giận tột cùng đi. Nhưng mà rồi cuối cùng khi giận tột cùng mà tôi nghĩ tới một ngày nào người đó họ già, chứ tôi không dám người đó họ trẻ nghe. Người đó họ già, nếu mà họ cô đơn, họ không ai nuôi thì sao? Lúc đó mình tới mình nuôi để mình săn sóc, để giống như mình hòa với họ. Chỉ tới đó thôi là dữ lắm rồi nghe. Chứ không bao giờ trong đầu tôi có ý là cái người đó là kẻ thù của mình, người đó là người mình không thích, mong cho người ta thế này thế nọ. Tôi hoàn toàn không có các vị. Lòng của chúng ta cứ mong rằng những ai mình không vừa ý mình mong cho người ta sớm quay đầu,
người ta sớm có lương tâm, lương tri, hoặc giả cái người đó người ta làm được tốt cho người khác cũng là làm tốt cho mình nha. Nếu mình tu mà lòng mình nghĩ được vậy mình thanh thản lắm các vị à. Các vị thử tập hết những cái điều mà chúng tôi chia sẻ các vị coi. Mình thực tập hết những cái điều, mình đem hết cái tấc lòng mình ra mà mình quán chiếu, mình làm sao mà mình luôn luôn mình sống trong cái sự yêu thương, thì tự động mọi cái phước lành đã tới thôi. Mà khi phước lành đã tới thì cảnh nào mình cũng vui hết, dù là cảnh sang trọng hay cảnh nghèo hèn, dù là đói khổ mình vẫn là vui được nhé. Cho nên tôi trở lại vấn đề mà bây giờ này có cái bệnh là mấy thầy ở nước ngoài á, thì lại đem về Việt Nam để quảng cáo, để nổ. Mà tâm lý, tín đồ cũng như người Việt Nam thì thích cái nhãn hiệu nước ngoài. Ở bên Thụy Điển thì có một ông thầy, trời ơi, về ông nổ không thể tưởng tượng. Rồi bây giờ thêm Ấn Độ có ông thầy nữa. Mà điều là xưng là hòa thượng hết đó chứ. Tôi thấy đau quá. Đau quá, cho nên cái nguyên do là cái hoàn cảnh nó chi phối mà để ngày qua tháng lại năm tàn mà cái sự tu tập nó thiếu kém cho nên nó để sinh ra vậy. Đó thì tôi nói vậy, nhưng mà nói đây là bằng cái sự yêu thương chứ không phải nói gì bằng cái sự ghét ghen. Nhưng mà tôi mong rằng đối với chúng tôi là những người nó cũng còn may mắn là trẻ một chút thì cố gắng. Nhưng mà nói trẻ chứ tôi nghĩ là bây giờ cũng không trẻ chút nào đâu. Thật ra cũng 40 ngoài hết rồi thì hát bạch vô thường nó cũng réo ngày réo đêm nó chứ đâu có toa thứ đâu. Nó đâu phải tuổi này là không chết đâu các vị, thấy không? Còn của cỡ các vị đại đa số vào trước mặt chúng tôi đây là coi như là đều có visa hết rồi nhưng mà chưa có chỗ nhận thôi. Có visa mà chưa có chỗ nhận thôi. Nhưng mà làm sao thôi kệ. Cái gì cái là tôi tin có Phật gửi mình, cái câu đó tôi tin có Phật gửi mình một bề lãnh giữ theo lành mà thôi là gì nữa. Đấy, chứ còn đừng có mà gần chết tới nơi rồi mà tối ngày lo sân si, lo tối ngày đi đấu đá, đi chửi lộn với nhau, đi kiện tụng, đi hơn thua uổng lắm nha, uổng phí một cuộc đời. Thôi tới đây nghỉ đi, nói nhiều quên đi. Như vậy là hết cái điều giác ngộ thứ nhất ha. Bây giờ các vị tụng kinh xong rồi về nghỉ ngơi rồi tối tụng kinh. Sáng ngày mai nhớ có mặt đầy đủ. Là làm sao mà nếu ai đi công phu được khuya thì tốt. Còn nếu mà có trễ lắm thì cũng 6 giờ rưỡi có mặt. Để 7 giờ nghe sư ông giảng nha. Đây là một cơ hội hiếm. Các vị cố gắng chiều nay một số vị ăn đám cưới hả? Nhớ đừng có uống bia nhiều ha. Thôi hồi hướng công đức. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện hồng phần đạo vô thượng thề